Nóng, người Việt Nam đầu tiên mở iPhone 15 Pro Max vào cái kết. Đặc biệt là cam mỹ cam, nó thực sự nó chiếm diện tích, hầu như bây giờ có thể chiếm diện tích là nghi vấn nhất trên vòng cam này. Nó rất là sâu. Khoái lắm. X5 đây rất là to. Mình đợi mình sẽ kèm thử cái khung titan này như thế nào nhé. Cái khung hăng thiết kế rất chắc phần hàng. Mình cũng chưa xem cái video tháo toàn bộ thử nghiệm đi. Thử cái tháo của mình nó rất nhiều cái dòng máy qua các cái iPhone rồi.